Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Nhân viên Minh Phụng đã bắt đầu xuất phát để có mặt trên những con đường nhộn nhịp vào sáng thứ bảy, thời tiết trong xanh đầy nắng, để giao chiếc piano Kidman K650 đến cho khách hàng tại Tân Bình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Xe hàng đã đến, cửa thùng tải phía sau xe được mở ra. Sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng hoàn tất, chiếc piano nặng 60kg cùng các phần quà tặng được hai bạn nhân viên khiêng xuống. Tiếp theo, thùng piano được đưa lên Honda và team chở vô nhà cho khách. Cái đàn và các phần quà tặng cùng anh em lắp đàn đã đến đông đủ. Nào, bắt đầu tiến hành lắp piano K650 thôi. Trong thùng sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn, ốc lắp đàn. Trong khi anh em đang theo dõi, các bạn nhân viên gắn cố định ốc từng bộ phận của piano, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người các bước cơ bản nhất để tự lắp đàn nhé. Chân đàn được lắp cố định vào pedal. Tiếp theo, lắp tấm chân sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng, lắp thân đàn vào. Piano đã lắp xong, sẽ được các bạn nhân viên bên mình đưa đến vị trí theo yêu cầu của khách hàng đang chuẩn bị quà tặng dành cho anh. Đó là chiếc ghế piano cao cấp, bọc da tinh tế, kiểu dáng giàu tính thẩm mỹ cùng màu sơn đen bóng. Hãy tiếp tục khám phá những điểm ấn tượng trên chiếc piano K650 nhé. Đàn trang bị màn hình OLED, ánh sáng xanh dịu mắt, bàn phím 88 phím, 3 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc cực kỳ ấn tượng với 600 tiếng, 256 polyphony, 50 điệu, 45 tiếng demo và 2 bài piano cài sẵn. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số theo 5 định dạng SMF. Kidman K650 còn có nhiều chức năng hiện đại hơn như là metronome đếm nhịp, lead mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jaspo tăng giảm tông. Anh khách bắt đầu bóc siêu đàn, đầu tiên là nắp đàn rồi đến phím, cuối cùng là test độ vang của phím. Khi mua piano Kidman K650 tại Minh Phụng Music, anh em sẽ được bảo hành 24 tháng, một đối một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Và đây, quà tặng theo đàn, ngoài ghế piano, anh em còn được tai nghe cao cấp, chất lượng hoàn hảo, giúp bạn thưởng thức các bản nhạc theo phong cách riêng đầy cá tính. Saxophone, combo khăn phủ đàn, khăn phủ phím bằng vải chất lượng cao, tránh bụi rơi vào đàn trong quá trình sử dụng. Và phiếu bảo hành Kidman chính hãng tại Minh Phụng Music. Các bạn hãy cùng với anh khách thử tiếng nhạc trên cây Kidman K650 nhé. Vậy là buổi giao piano điện của nhà Kidman K650 đến với khách hàng tại Tân Bình hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.